Nhưng kế hoạch đã được thống nhất. Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018 sẽ là thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi thuê bao di động 11 số về 10 số. Hiện nay các nhà mạng đều đã sẵn sàng cho đợt chuyển đổi, trong khi người dùng không phải thực hiện bất kỳ thao tác nào để chuyển đổi SIM 11 số của mình. Số điện thoại 11 số của người dùng sẽ được tự động chuyển đổi về 10 số theo lịch chuyển đổi của các nhà mạng. Người dùng chỉ cần chuyển đổi các đầu số 11 số trong danh bạ, đồng thời báo đổi số cho các dịch vụ như ngân hàng hay truyền hình. Thông tin chi tiết về ngày giờ và các đầu số được chuyển, các bạn hãy theo dõi bảng ở trong clip dưới đây.